Dạ em xin kính chào cô chú anh chị, em nên giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang sen. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em cô chú anh chị. Cây okay nè. Cây này là 312. 322. Đó, bông rất là đẹp nha anh chị. Đó, mã số đầu tiên là 322. À, bông của nó như cánh sen ha. Cánh sen. Này đã để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn. 322 nha. 322. Hoành 11,5. Cao 18. Mã 322. Rồi cái này để ghé chị 150 rồi, bao ship luôn. Giá mềm luôn nha anh chị. 323. 323. Hoành 13. Chiều cao 26. Rồi bông nè anh chị. Bông quá trời bông luôn anh chị. Lâu tàn ha. Rồi cái này 200 ngàn anh chị, 323. 324. 324. Hoành 12. Cao 24. Rồi 324 cái này cũng 200 ngàn. 325. 325. Nè, hoa, quá trời hoa, hoa rất là lâu tàn nha cô chú anh chị. Hoành nó 12. Cao 26. Rồi cũng 200 ngàn thôi, em bao ship luôn. Rồi mã này 326. Hoành 14,5 gần 15. Hoành 14,5. Hoành 14,5. Cao 25. Rồi mã số 326 rồi cũng 200 ngàn chứ, bao ship luôn ha. Rồi mã 327. Ồ cây này cũng tủ bự quá trời bự luôn. Rồi anh chị coi bông nè, màu rất là tươi ha. Tươi đẹp lắm anh chị. Trang sen ha, trang sen Nhật. Xét như này là 17. Tổng hoành 17. Chiều cao 23. 327 rồi cũng 200 ngàn thôi. 328. 328. Hoành 12,5. Chiều cao 30. Quá trời, một bông nó bành kỳ luôn nè anh chị. Vậy cui luôn. Vậy cui luôn. Rồi 200 ngàn anh chị, bao ship luôn. Mã 328. 328. 329. 329. Hoành 12,5. Chiều cao 28. Rồi cũng 200 ngàn, 329. 329. Bao ship nha anh chị. Rồi 330 nè. 330. Về mình làm lại rất là đẹp luôn nha anh chị. Hoành đây là 13, củ dưới to ha. Chiều cao 29. Rồi 330 cũng 200 ngàn. Rồi 331. 331. Hoành 13. Cao 29 luôn. Rồi cũng 200 ngàn thôi. 332. 332. Hoành nó 12. Cao 28. Rồi cũng 200 ngàn. Rồi 333. 333. Hoành nó 10 thôi mà đế nó đẹp ha. Chiều cao nó 29. Rồi cũng 200 ngàn. 334. Hoành 13. Cao 26. Rồi cũng 200 ngàn. Rồi mã 335. Hoành 11. Cao 24. Rồi cái này để ghẻ 150 đây. 336. Hoành 11,5. Cao 30. Rồi 200 ngàn. 337. Cái này cũ cũng rất bự luôn. Để giá cực kỳ mềm cho anh chị về chơi. Hoành luôn. 14. Cao 25. Rồi cũng 200 ngàn. 338. Trời cái này để nghiêng nữa chị. Hoành nó 11,5. Trên nó gì? Chiều cao nó 24. Rồi cái này để ghẻ chị 150 thôi. 339. 339. Hoành 12. Chiều cao 27. Rồi 200 ngàn. 339 nha. Rồi mã 340. Trang sen nha anh chị. Hoành nó 13. Cao 26. Rồi 200 ngàn. Rồi 341. Hoành 12. Cao 31. Rồi cái này để ghẻ 150 thôi. 341. 342. 342. Hoành nó là gần 13. Chiều cao 24. Rồi này để ghẻ 150 thôi. 343. 343. Hoành nó 11.
chiều cao 26. Rồi 200.000. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang cam nha cô chú anh chị. Trang cam đó, mặt bông thì em có để phía góc phải màn hình đó. Bông đó làm từ mấy cây này đó anh chị. Đó, trang cam ha. Trang cam lá nhỏ, cây ghim nha, không có ghép nha. Chị coi bệ đế nè. Bao đẹp luôn. Cây này là trên chục năm nha anh chị. Một chục năm trở lên mới được kiếm được cây mới lớn nha chị. Đó, trang cam lá nhỏ hàng rất là hiếm ha. Trên thị trường giờ kiếm cây lớn cũng khó lắm nha chị. Rồi, đâu hoành. 281. Mã số 281. Hoành 22. Hoành chỗ này là 22 nè. Chiều cao 79. Này đo bộ đế là bự nữa nha chị. Đường kính bầu 28. Đường kính bầu 28, cây già như trái cà luôn. Rồi cây này giao lưu với chị 850 thôi. Bao ship tặng nhà luôn, để hữu nghị mình luôn. 281. Rồi tiếp theo 282. Cây này cũng già lắm, già nha anh chị. Cũng một cốt ha. Em đo tuốt cái trên luôn á. Quanh 15. Nè, đo tuốt trên này 15 nè. Quanh cũ chỗ này 21. Cũ này 21 nè. Chiều cao 79. Chiều cao 79. Đường kính bầu 29. Đường kính bầu 29. Cây này nó có dở cái ha anh chị. Nè, có xem báo vậy luôn nè. Bên đây cọng rễ bên đây nó bị hư nè. Em thấy nè. Đó. Ha. Anh rễ này bị hư. Do đó cây này để rễ anh chị luôn chứ cây này mà nếu mà không hư chỗ đó là cao ha. Bên đây bình thường anh chị. Có mấy cọng rễ chỗ này 2 3 cọng nữa. Rồi cây mã số 282. Rồi cây này để rễ anh chị 450 rồi. Này nói chung là có bị hư cọng rễ bên đây tại lúc đào không thấy anh chị. Để chị rẻ chị 450 luôn, bán vốn luôn anh chị ơi, lỗ luôn. Rồi cây này một cốt thoát thân đẹp, quá đẹp chị ơi. Mã số 283. À, đế nè. Ngày mua lựa từng cây không đó anh chị ơi. Đo nguyên cụm dưới này coi. Đo nguyên cũ dưới này nha anh chị. Cũ là 24. Cũ 24, đo xích trên này chút. Quanh thân là 17. Quanh thân 17. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Rồi cái này hữu nghị cũng 850 rồi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà trang cam anh chị. Mã số là 283. 284. Ồ cái này cái bệ thì thôi luôn. Anh chị có bệ đế nè. Quá trời cái bệ đế. Em đo cái thằng eo cái là nhiêu. Quanh thân 16. Quanh thân 16, nguyên cái cũ đặt. Cái cũ 33. Cũ 33 luôn anh chị. Chiều cao 84. Chiều cao 84. Đó. Quay quay chị xem. Đường kính bầu 31. Trời cũ luôn. Cây già lắm ha. Rồi cái này em để rẻ cũng 850 rồi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo 285. Cây này một cũ lên 3 thân à, tam tài. Cũ đế thì bao đẹp. Em quay từ từ cũ đế cho anh chị xem. Rồi em đo cái eo đi. Rồi đo cái eo ha. 21. Eo 21. Rồi đo hơi hào hào cái cũ. Cũ 27. Cũ 27. Chiều cao 93. Chiều cao 93. Đường kính bầu 30. Ủa đế. Dài cây ha, tàn cây tàn đẹp luôn chị ơi. Mã số 285. Rồi cũng 850 thôi, hữu nghị mình luôn. 286. Đây, quay kỹ kỹ cho anh chị xem ha. Cây rất là già cây nha anh chị. Rồi đâu quanh. Quanh 16 rưỡi. Quanh eo là 16 rưỡi nè. Đế quá đế luôn anh chị. Chiều cao 82. Chiều cao 82. Đường kính bầu 32. Rồi cái này để rẻ chị 600.000 thôi. Bao ship. Ồ cây này mới giữ nè anh chị. Nè có hoa luôn nè anh chị. Trang cam anh chị. Bông cam rất là đẹp. 287. Ồ cây này một củ đế luôn nè anh chị. Rồi đo thành cái eo với cái củ chút xíu. Quanh thân 18. Quanh thân 18. Hào hào cái củ nha anh chị. Cũ 33. Cũ 33. Để điều gan chân. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Đường kính bầu 33. Đó, quay rất là kỹ cái đế cho anh chị xem ha. Thăng một cốt thoát thăng lên ha. Rồi cái này 900 ngàn chưa? 287. Bao ship. 288. Cây này thì nó liền ha. Hai thăng này nó liền với nhau. Dính nhau liền nhau luôn. Em đo thử nguyên cụm luôn. Tổng hoành 28. Tổng hoành 28. Em đo thân lớn bên này ha. Hoành thân 19. Thân 19.
chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 32. Nè, bệ đế cũng dữ lắm nè, em chưa khai thác hết anh chị coi bệ nè ha. Đó, bên đây cũng vậy nè. Bệ đều hết trơn luôn. Rồi này để rẻ 750 lên chơi. Mã số 288 bao ship tặng nhà cho mình. Một cặp. Ừ, 216. Rất là đẹp nè. Giá mềm mềm cho anh chị chơi luôn ha, bao mềm luôn. Quanh 16. Chiều cao 24. Rồi cũng 200 ngàn luôn anh chị. Bao ship 216. 217. 217. Quanh cũ 16. Chiều cao 21. Rồi, cũng 200 ngàn thôi, bao ship 217. Luôn. 218. Còn mấy cặp. Quanh 11. Chiều cao 24. Rồi, cũng 200 ngàn. 218. 219. Cây này một số cây thì em có ghép nhung cẩm thạch nha chị, lá cẩm thạch bông màu đỏ. Chị về muốn ghép ghép hoặc muốn để vừa ghép vừa này vừa chơi này kia ha. Để cũng giá rẻ mình thôi. Cũng bằng giá thôi, cặp 200 ngàn ha. Mã số 219. Quanh cũ 15. Quanh cũ 15. Chiều cao 22. Rồi cặp này cũng 200 ngàn, 219. Ngày lùng lực nè. 220. Một số có ghép, một số không ghép. Muốn ghiền, chơi ghiền ghiền cũng ghép ghép anh chị. Tràng vàng đã chung đó. Quanh cũ nó là 18. Chiều cao 20. Rồi cũng 200 ngàn thôi anh chị ơi, bao ship luôn. Cây bự nè, này ghép ẩm râm trời quá trời luôn nè. Đây còn bo nè. Quanh 13 rưỡi. Chiều cao 25. Rồi, cặp này cũng 200 ngàn thôi, bao ship. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ, tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha, cô chú anh chị về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120 ngàn. 120 ngàn bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp, dụng cụ để cưa mấy nhánh bự ha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó ha, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú. Tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn nha cô chú anh chị. Thì giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi của chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị.
Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình pha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70 ngàn một cuộn. Ừ, cuộn như thế này 70 ngàn nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bán luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. À, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn, hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó, ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390 ngàn. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Ừ, gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây, em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180 ngàn một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha, hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha, hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị, cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mắt nhìn ra bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị, bao sắc bán luôn. Của chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Ừ, cạp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây. Đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn.
Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào